quý vị, sáng ngày 17 tháng 5, Bộ Y tế đã công bố một ca bệnh tử vong vì COVID-19. Đây là bệnh nhân 3055, nam, 34 tuổi, có bệnh nền là chấn thương sọ não, viêm màng não mủ biến chứng. Đây là ca tử vong liên quan đến COVID-19 thứ 37 tại Việt Nam. Trước đó, bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 24 tháng 4 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, viêm màng não biến chứng nhiễm khuẩn huyết, giãn não thất. Bệnh nhân tử vong vào tối ngày 16 tháng 5 được chẩn đoán tử vong do viêm màng não mủ biến chứng, nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân giãn não thất, di chứng chấn thương sọ não, suy hô hấp, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 15 tháng 5, Việt Nam cũng ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong đầu tiên trong đợt dịch thứ tư này là bệnh nhân 89 tuổi mắc COVID-19 trên bệnh lý nền phức tạp.